Mọi người nhìn sau lưng các tường với Thiên Vương nè. Trời ơi, cảnh núi non thật là hùng vĩ nè. Sáng nay, chuyến hành trình của Thiên Vương và Cát Tường bắt đầu tại một địa điểm rất đẹp. Ôi là trời ơi. Đẹp, công nhận đẹp. Công nhận mỗi cảnh mà đầy đủ hết trơn. Rất là đẹp. Chưa nói xong nữa. Saga chào đón chúng ta bằng một mission. Đây là tới trường mẫu giáo Sô Hoa để học tiếng Anh. Để học tiếng Anh. Là sao không học tiếng Nhật mà học tiếng Anh? Thì ổn định vậy đó. Rồi vậy thì bây giờ mình đi thôi. Và thế là hai người liền tìm đến trường mẫu giáo Sô Hoa. Kìa, đúng rồi, khỏi cần hỏi ai hết trơn ở đây rồi đó. Rồi ổn định đây luôn nè. ようこそ。どこですか？福岡昭和幼稚園でございます。 私どもながね、ベトナムのジェフ先生に英語のお勉強を教えていただいておりますので、今授業が始まっていますので、どうぞご一緒に見学しましょうか。じゃあご案内いたします。よろしくお願いいたします。はい。どうぞ。 Đây là chị Siota Diệp, giáo viên người Việt duy nhất dạy tiếng Anh tại trường mẫu giáo Soa. Chị dạy tiếng Anh một tuần 4 buổi cho các bé trong trường mẫu giáo. Đây là một môn học rất cần thiết. Thế này dễ thương quá. Thật sự bây giờ là biết Thiên Vương là đang con đang cỡ này, không có thấy gì, nhưng mà chị là con lớn lắm rồi. Nhìn như vậy thấy dễ thương, thấy trở về tuổi thơ, tự nhiên muốn đẻ thêm đứa nữa. Trời ơi, có gì mình xí được mấy đứa đem về luôn. Thích quá luôn. Hồn nhiên ngây thơ, cô dạy cứ dạy, ở đây cứ cười. Cười cười muốn nói à. Rất là đáng yêu luôn. Mấy bé rất ngoan. Ok, everyone stand up please. Get into bed and start to sing hello. Okay. Okay. Là vì em cười dữ vậy Vương? À, mình nhớ cái điệu nhảy nè, anh Vương học được từ chú Gấu nè. Đúng không? Hello. Quả là các bé rất dễ thương. Chỉ qua một bài hát mà đã thân thiết với hai vị khách lạ. Trước sự năn nỉ vô cùng dễ thương này, Thiên Vương đã không thể từ chối gửi tặng các bé một bài hát. The wheels on a bus go round and round, round and round, round and round. The wheels on a bus go round and round, on to the town. The horn on the bus go beep, 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 on to the town. Oh, you're welcome. Chị tưởng tượng á là vô đây một buổi một lúc thì được nha, nhưng mà nếu ở đây cả ngày thì đó cũng không phải là một cái chuyện đơn giản. Cảm giác của chị sao khi mà xung quanh lúc nào cũng là đó ồn ào mấy bé như vậy? Nhưng mà đúng là không có tình yêu với trẻ em thì đúng là đúng rồi. Khó mà tiếp cận được ở ngoài cả ngày. Tại lâu lâu mình tới một chút thì nó khác. Chị dạy bao nhiêu năm rồi? Mình dạy ở đây 6 năm. Oh, 6 năm rồi. Ở đây thì chị là người Việt Nam duy nhất hay sao? Dạ. Thành phố này chỉ có mình và một bạn nữa là lập gia đình ở đây. Thế còn nếu mà nói về các bạn mà thu nhập sinh chẳng hạn thì cũng có. Thế thì chị thấy là các giáo viên mà ở Nhật đây, cái gọi là cái tình cảm của những giáo viên người Nhật và đối với chị thì chị thấy như thế nào? Đồng nghiệp á, đồng nghiệp thì rất là tuyệt vời mà luôn luôn hỗ trợ hết sức. Mình cảm thấy là mình cảm giác rất là may mắn. Vô cùng may mắn là được làm việc với cái môi trường ở đây mà tất cả mọi người ở trường, các đồng nghiệp rất là luôn luôn tạo điều kiện cho mình và hiểu mình là người nước ngoài. Có những cái khúc mắc riêng ấy, họ luôn luôn đến hỏi thăm và luôn tạo điều kiện tức là tốt nhất để mình được giảng dạy. Ngay sau đó, Cát Tường và Thiên Vương cũng đã được nghe cô hiệu trưởng nhận xét về chị Diệp.
ジェフ先生ですか。とってもジェフ先生って明るい先生なので子どもたちが大好きなんです。だから幼稚園だけで英語遊びをしてもお家もジェフ先生の家に追いかけていってジェフ先生のお宅でも英語を習いに行く子どももいます。それだけ子どもたちからも慕われてますし英語のレベルも高いので私たちも大変勉強になっています。Cảm ơn cô rất là nhiều vì cô đã cho một cái cuộc tham quan rất là ý nghĩa, nhìn các trẻ rồi và nhìn theo cái cách dạy trẻ ở đây thì mở mang thêm được rất là nhiều điều. Cảm ơn cô rất là nhiều. Đã đến lúc để selfie.